Trong chuyên mục ý kiến bạn đọc hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua một số thông tin được bạn đọc quan tâm trong ngày 15 tháng 2 mà chúng tôi vừa cập nhật. Trưa ngày 15 tháng 2, Công an quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh đã mời tài xế xe ôm chở nam sinh viên Nguyễn Văn Nghĩa, người được cho là mất tích ở bến xe miền Đông, rồi sau đó thi thể được tìm thấy trên sông Sài Gòn. Ông này khai rằng đã chở nam sinh này tới khu vực trường đại học Hutech, sau đó thì nam sinh này xuống xe. Bản tin, lời khai của người xe ôm chở nam sinh mất tích ở bến xe miền Đông sau khi đăng tải trên fanpage PLO đã nhận được nhiều bình luận bày tỏ sự thương xót đối với nam thanh niên như thương con quá. Một số bạn đọc thì đặt nghi vấn, cái chết của em thật khó hiểu. Sau 13 năm đi vào hoạt động, cầu Rạch Miễu, cầu Hàm Luông và cầu Cổ Chiên góp phần rất lớn trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội. Chiều ngày 14 tháng 2, tại buổi họp mặt báo chí đầu xuân Nhâm Dần 2022, ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre cho biết, những dịp lễ Tết hay vào thứ Bảy Chủ nhật, cầu Rạch Miễu thường xuyên xảy ra tình trạng kẹt xe kéo dài. Liên quan vấn đề này, PLO đã có bài Chủ tịch tỉnh Bến Tre nói về kẹt xe cầu Rạch Miễu. Bài viết sau khi đăng tải cũng đã nhận được một số phản ánh của bạn đọc như ngày bình thường đi 21 giờ tối cũng kẹt. Một bạn đọc khác có ý kiến rằng nên xem lại cách phân luồng giao thông của hai tỉnh này. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo, hãy gửi về PLO@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.